Ơi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo Ốc Chì của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 08 653 61321 hoặc 03 653 65161 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý bên nhà em thì hàng kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng và không tin tưởng có thể đi shop khác. Đấy, anh em xem thì bỏ ra 1-2 phút đăng ký kênh, like video ủng hộ shop. Đăng ký kênh, like video ủng hộ shop thì nhà em chuyên kẹo chì. Đấy, chuyên kẹo chì, kẹo đóng máy, kẹo loại nào nhà cũng có, chất lượng đảm bảo chuẩn, chất lượng mẹ chì mềm cho anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu luôn chi tiết luôn cho anh em cái mẫu kẹo chì rẻ và hàng trung bình và hàng cao cấp. Thì nhiều anh em chơi thì cũng chưa biết là để áp của Slung 5.5 và 5.5 18 là áp bao nhiêu, chơi bao nhiêu, áp như thế nào. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu và cách chỉnh áp cho anh em để chơi nó chuẩn, ổn định nhất. Thì trước khi trình bày với anh em để lượng áp thì anh em giới thiệu luôn sơ qua cho bên nhà em là kẹo bên nhà em là hàng rẻ nhất, bên nhà em là hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Hiện tại có những size như là 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38. Hàng mẫu này thì không phải hàng loại, cũng không phải hàng thanh lý. Đấy, hàng mẫu này loại này loại chuẩn, chất lượng tốt, ổn định cho anh em. 10 viên như một. Mẫu loại này thì chơi ổn định, cự ly cao, chơi ổn định cự ly cao. Đấy, 5-60m là chơi được. Loại này là hàng rẻ nhất bên em rồi. Đấy, cân đối mua hàng rẻ. Tiếp theo là em giới thiệu cho anh em là hàng chì nhập. Chì nhập loại này thì bao test luôn cho anh em cự ly là 7-80-90m. Xa hơn tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em. Chất lượng loại này thì cực kỳ tốt. Đấy, cho anh em chơi và trải nghiệm. Đấy, có những cái trải nghiệm tốt nhất về cho anh em. Tại vì bắn xa, loại là bắn xa độ ổn định nó cao. Đấy, về nói riêng về hàng Slung. Slung loại này thì bây giờ em nói thẳng luôn với anh em là Slung. Slung loại này thì anh em chưa biết căn chỉnh loại hàng này hàng mới, nhưng về anh em căn chỉnh rất chi khó. Riêng cành Việt Nam kéo thì lại căn chỉnh càng khó chứ không phải như cành nhập. Khuôn này trực tiếp là khuôn nhập, chì dây đóng nên là anh em yên tâm về chất lượng. Hiện tại bây giờ có mẫu như là 4.5, 5.5 à 5.48, 5.518 và 6.35. Thì có những cái mẫu như vậy để cho anh em trải nghiệm. Thì thường thường anh em trùng 5.5, 5.48 và 5.518 thì cũng không biết để lượng áp bao nhiêu. Thì thường thường áp của nó là chơi vào 135 đổ lên thì chơi nó không bị hao hụt mà độ bem, độ trụm của nó cao. Loại này thường thường độ trụm của nó là 100 tầm 120. Riêng cành 5.52 thì anh em sẽ chơi vào 5.52 thì chơi 5.518. Đa số là anh em sẽ làm phải làm cái ổ đạn thật tốt. Đấy, làm cái ổ kẹo thật tốt. Đây, ổ kẹo. Đây anh em, đây ổ kẹo phát đây, đây anh em nhìn nhá. Đấy, làm ổ kẹo nó tốt. Tại vì nhiều anh em làm ổ kẹo nhá, nó bây giờ ví dụ là rơi vào là 4 ly. Đấy, 4 ly thì nó sẽ như này này. Nếu mà 5 ly là 5 ly đủ, ấn vào phát là được luôn. Nó ấn sâu vào sâu nữa cũng được. Đấy, nhưng mà nếu mà làm nỏng quá và sâu quá thì đút nó, kẹo nó sẽ bị rơi, rơi chích lên trời nó bị rơi. Đấy, anh em nên cân đối. Còn nếu mà cái loại này thường thường áp để 135 là rất chi là ok, ổn định. Thì anh em mua hàng ấy, trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0386536321 giúp em. Nhớ bên em kẹo không kiểu, không xem hàng. Xin chào em và gặp lại.